Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một vấn đề, đó là mua bóng ký mà bán cái ha. Rồi, mời các bạn xem chi tiết vào màn hình ha. Thì nói đến bong bóng các bạn thì nó có rất là nhiều mẫu mã nha. Thì có thể là bong bóng phao, bong bóng bạc. Thì các bạn có thể xem những video trước của mình mà biết được những mẫu mã. Thì ở đây mình đang nói cho các bạn đó là cái bong bóng là bong bóng cao su, bong bóng có cái sự co giãn, cái sự đàn hồi các bạn ha. Thì thường thường á, như các bạn cũng thấy á, mình đi gặp những cái anh chị mà đi buôn bán đồ chơi á, thì thường thường những cô chú mà ở trong quán cà phê bảo á, cái thằng này bán bóng lời lắm, mua ký mà bán cái, đúng không các bạn? Thì mình thấy câu nói này rất là quen thuộc, thì hôm nay mình sẽ phanh khui cho các bạn xem về bong bóng mua ký bán cái là như thế nào ha. Thì ra bong bóng mình đang bơm lên nè. Thì như các bạn cũng biết á, thì với cái số lượng cái bong bóng mà nó nhiều, mà khách hàng đặt với bên nhà sản xuất á, mà với cái số lượng mà từ khoảng có 1.000 đến 2-3.000 cái trở lên, thì hoặc là cái số lượng nhiều hơn nữa, thì cũng không ai rảnh mà để đến cho các bạn, đúng không các bạn? Thì người ta sẽ có một cái mẫu để người ta làm, nó làm cái mẫu để đếm cho khách hàng. Ví dụ như một bọc như vậy là 500 cái, 500 cái thì nó trọng lượng nó khoảng cả 1 kg, 1 kg, để 500 cái thì người ta cứ lấy cái mẫu đó mà người ta tính tới, thì nó rất là nhanh cho bên nhà cung cấp sản xuất nha. Rồi mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem nè. Thì ví dụ thứ nhất là banh nhựa các bạn ha. Thì với cái số lượng banh nhựa như thế này các bạn, nhiều như thế này nè, thì người ta cũng không rảnh mà đi đếm cho các bạn từng trái đâu. Thì người ta có một cái túi lưới, thì người ta đóng một cái túi lưới như vậy là 50 quả banh. Thì người ta đã đóng một cái túi lưới 5 quả banh, người ta lấy cái mẫu rồi, thì người ta cứ tính tới là một cái túi lưới như vậy là 50 quả banh thôi. Thì ví dụ như các bạn đặt cái số lượng là khoảng có 1.000 đến 2.000 quả banh, hoặc có thể số lượng nhiều hơn nữa, thì người ta cứ nắm một cái túi lưới như vậy là 50 quả banh, rồi người ta cứ dồn vô bao, người ta tính cho các bạn thôi. Thì một bao như vậy là thường thường là khoảng 25 túi, 25 túi thì nó khoảng có 1.000 mấy chục trái các bạn ha, các bạn nhân cho mình thôi. Thì đó, với số lượng nhiều như vậy thì bên cung cấp đó, họ cũng cung cấp rất là nhiều khách hàng chứ không phải là riêng bản thân mình, thì họ sẽ làm cái mẫu như vậy để nó nhanh chóng hơn. Rồi cái ví dụ chi tiết thứ hai là mình cho các bạn xem, đó là cái banh đèn nhí ha. Rồi cho các bạn xem chi tiết luôn. Rồi đúng 1 ký, giờ mình sẽ đếm số lượng trong này bao nhiêu nha. Chúng ta xem cái gỗ này là thử bao nhiêu cái nha. 2 nè, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Tám mươi bốn cái, 84 là 284, là một gỗ là 284 viên, một gỗ là 284 viên về, đó là 1 ký, 1 kg. Nên mình sẽ đếm lại nha. Đó, vừa rồi thì các bạn cũng đã xem chi tiết về cái quá trình mà giao hàng cho cái khách hàng mà bố cái sản với cái sản phẩm làm banh đèn nhí nha. Thì qua cái ví dụ thứ hai này thì các bạn sẽ hiểu hơn, cũng hiểu hơn về cái quá trình mà mua bóng, mua ký bán cái rồi ha các bạn ha. Cái quy luật của cái bong bóng mà mua ký bán cái mà theo cái quan điểm cá nhân của mình suy nghĩ là như vậy đó. Thì nếu như các bạn nào mà có ý kiến thì có thể để lại comment cho mình ở dưới một cái để cho mình biết, mà có thể học hỏi thêm ha. Hoặc là anh chị nào đã bán lâu năm á. Và cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều.